Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay Jason muốn nói về đề tài sell call. Rất là nhiều người sau khi mua cổ phiếu và họ lại đi sell call là lấy 100 share của họ đang có, ít nhất là 100 share, đem cho người ta mướn để lấy về cái tiền premium mỗi tuần hoặc là mỗi tháng vân vân. Nhưng mà khi mà stock lại đi lên quá cái giá người ta chọn sell call lúc ban đầu thì lúc này người ta đâm ra nuối tiếc, người ta muốn đóng lại cái sell call để người ta bán cái share ra sẽ có lời nhiều hơn, hoặc là chờ cho share nó lên nhiều hơn một chút nữa rồi người ta sẽ bán cái share ra. Nhưng mà khi làm như vậy thì nó gặp rất là nhiều rắc rối. Chẳng hạn như các bạn phải chịu lỗ rất nhiều từ cái sell call của các bạn. Không những thế, các bạn còn dính líu đến vấn đề what sell. Vì vậy cho nên cá nhân mình nghĩ rằng nếu như các bạn mua share mà chẳng may bị lỗ thì các bạn có thể chờ khi share nó lên rồi các bạn sell call. Hoặc là nếu như không muốn sell call, các bạn không nhất thiết phải sell call. Khi mà các bạn đã lựa chọn sell call rồi thì các bạn hãy chọn cái strike nào mà các bạn hài lòng để khi mà giá cổ phiếu lên đến cái strike đó thì người ta sẽ bán cái share của bạn ra ở cái giá đó. Chứ đừng khi mà cổ phiếu lên quá cái giá của bạn đã chọn sell call, các bạn đâm ra tiếc nuối, các bạn suy nghĩ trăm phương ngàn cách để các bạn làm sao có lời nhiều hơn nữa. Thành ra mình nghĩ rằng trước khi các bạn sell call, các bạn hãy nên hài lòng với cái strike nào mà các bạn muốn để khi mà các bạn bán ra, các bạn cũng cảm thấy không có tiếc nuối. Dĩ nhiên ai cũng muốn lời nhiều khi mà mình đầu tư, nhưng mà nếu như các bạn đầu tư lâu dài thì các bạn phải chọn cái phương pháp nào mà để cho các bạn không có bị stress thì các bạn đầu tư mới thoải mái và về lâu dài các bạn sẽ thành công nhiều hơn nữa. Nếu như các bạn có gì thắc mắc về cách thức sell call hay là khi nào các bạn nên sell call, các bạn có thể comment cho video, mình sẽ giúp các bạn giải đáp những cái thắc mắc đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại tất cả các bạn nào đã đăng ký học với Jason tại thành phố Houston, tiểu bang Texas vào ngày 4 tháng 6 sắp tới đây là chủ nhật vào tuần sau. Những bạn nào muốn đăng ký thì vẫn còn kịp. Các bạn có thể đăng ký ghi danh với Jason với những thông tin đăng ký ở dưới video sau đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.